Chào quý vị, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thông tin kỹ thuật và cách sử dụng hiệu quả sản phẩm Amitatop 325SC của Syngenta nhé. Thì sản phẩm Amitatop của Syngenta có mặt ở thị trường Việt Nam vào những năm 2008 với cái dạng chai vuông và có cái ô vuông hình lá lượng bên dưới như thế này. Đó là cái logo cũ cũng như là cái khung hình khối cũ của Syngenta. Và đến năm 2010 thì Syngenta đổi diện mạo mới, đó là dạng chai tròn cho Amitatop và có cái khung hình khối và cái hạt và cái mầm lá cách điệu như thế này. Cũng giữ nguyên cái dạng chai và đặc biệt là nó có cái nhận dạng hàng chính hiệu bằng cái xác định barcode. Thì chai Amitatop 325SC của Syngenta nó có cái hoạt chất là azoxystrobin 200g trên 1 lít và cái difenoconazole là 125g trên 1 lít. Và chất phụ gia và dung môi là 785g trên 1 lít. Đặc biệt thì đối với cái Amitatop là một cái sản phẩm mà có rất là nhiều cái sản phẩm có cái hoạt chất tương đối giống với lại cái azoxystrobin hay là difenoconazole và nồng độ có khả năng cao hơn. Nhưng mà khi bà con chúng ta sử dụng vẫn thấy nó không có đẹp mắt, không có sạch bóng bệnh và cái cây nó không xanh và lá không sáng bằng. Đó là do cái chất phụ gia cũng như là dung môi của Syngenta là một cái loại hoạt chất độc quyền của Syngenta, một cái bí quyết để giúp cho cái sản phẩm Amitatop, giúp cho cây trồng ngoài việc phòng trừ sạch bệnh, nó còn đem lại một cái hiệu quả đó là giúp cho cây khỏe. Quy cách chai hiện nay của sản phẩm Amitatop đó là 100ml, 10ml và 250ml. Về đây là một cái loại thuốc trừ bệnh trên cây trồng. Thì thành phần hoạt chất của nó rất là độc đáo, ở chỗ là nó là hoạt chất tiên tiến nhất hiện nay, nó có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nó được tìm thấy ở trong những cái cây thông, ở trong những cái rừng thông của nước Anh và được chọn lọc từ 1.400 hoạt chất nghiên cứu trong vòng 7 năm để tìm ra cái hoạt chất azoxystrobin. Thì khi mà tìm được cái hoạt chất này thì các nhà khoa học ở Vương quốc Anh được Nữ hoàng Anh trao tặng cho giải thưởng thành tựu công nghệ vào năm 1996. Đây là một giải thưởng rất là danh giá đối với các nhà khoa học về hóa học. Và đây là một cái sản phẩm có công nghệ đã được chứng minh. Nó được đăng ký trên rất là nhiều quốc gia trên thế giới với các cái đặc điểm là được có trên 40 cái thương hiệu cùng cái hoạt chất azoxystrobin với cái gia đình Amita. Và nó được đăng ký trên 600 đối tượng cây trồng ở 100 quốc gia và trên 100 đối tượng cây trồng đối với lại 600 đối tượng bệnh hại mà cái sản phẩm Amita có thể quản lý được. Về cái phổ tác động phòng trừ nấm bệnh thì với 600 loại bệnh trên cây trồng thì nó rất là nhiều trên 100 quốc gia, 100 loại cây trồng. Nên là ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu ngày hôm nay, chúng ta sẽ trao đổi về cái hiệu quả phòng trừ bệnh hại trên cây lúa và còn lại những cây trồng khác như là rau màu, cây ăn trái và cây lâu năm. Chúng ta sẽ tìm hiểu trong video sau nhé. Cơ chế tác động của cái sản phẩm Amitatop là một cái cơ chế nội hấp và thấm sâu. Thì nội hấp chuyển vị lưu dẫn mạnh nó có tác dụng gì? Thứ nhất là khi chúng ta phun một giọt thuốc lên trên cái lá lúa như thế này hay là lá cây trồng như thế này thì nó lập tức thấm sâu vào và nó thấm qua xuống mặt dưới của lá và nó thấm vào bên trong các mạch gỗ, nó bảo vệ bên ngoài và nó tầm soát nấm bệnh bên trong cũng như là nó di chuyển tới những phần non mới mọc và nó bảo vệ cả những cái bề mặt lá phun không trúng thuốc. Bên cạnh đó thì nó có một cái điều đặc biệt, đó là thấm sâu và tái phân bố. Đó là như thế nào ạ? Đó là những cái giọt thuốc này sau khi chúng ta phun lên trên lá thì gặp ánh sáng mặt trời nó sẽ khô đi và nó bám lại đây. Sau khi có điều kiện ẩm độ như là mưa hay là giọt sương thì tiếp tục những giọt thuốc này nó sẽ thấm tiếp vào bên trong và nó tái phân bố lại bên trong. Nên là nó giúp cho chúng ta có được một cái hiệu quả phòng trừ bệnh kéo dài và kiểm soát đặc biệt các cái nấm bệnh trên cây trồng. Nhờ vào cái cơ chế là thuốc nó được giữ lại và phóng thích. Về cái cơ chế vượt trội của cái ưu thế của sản phẩm Amitatop đó là nó ức chế sự tổng hợp ethylene. Đây là cái những cái ethylene, khí ethylene được hình thành khi mà không có phun Amitatop, còn bên đây có phun Amitatop thì cái ethylene hình thành ít hơn. Mà ethylene nó hình thành thì nó làm cho cái lá nó mau già, trái cây mau chín. Còn nếu như không hình thành thì nó giúp cho chúng ta có được cái lá khỏe hơn, xanh hơn và nó có màu xanh lâu hơn thì giúp cho chúng ta có được một cái ruộng lúa đạt được năng suất cao hơn. Và cái ưu thế vượt trội thứ hai của cái Amitatop đó là nó ức chế cái gây lão hóa ethylene, nhờ đó mà nó giúp cho cái bộ lá nó xanh. Bộ lá xanh thì đó là cái điều kiện để giúp cho cái hạt lúa nó giàu gạo, no, đầy, tốt hơn. Và hạt lúa nó mẩy thì hạt gạo sẽ to mẩy hơn và nặng ký trong cái bao lúa của chúng ta. Về đối tượng phòng trị của sản phẩm Amitatop trên cái cây lúa thì nó trừ các cái bệnh quan trọng trên lúa như là bệnh đạo ôn, bệnh lên lớp hạt,
vàng lá chín sớm và đấm vàng. Về hướng dẫn sử dụng thì đối với lại cái amitatop là chúng ta có thể phun được 3 lần phun trên đồng ruộng, đó là lần thứ nhất là giai đoạn phân hóa đồng, tức là giai đoạn tiêm đèn 1 ly. Và lần thứ hai chúng ta phun đó là ở cái giai đoạn trước trổ 5 ngày, lần thứ ba là sau khi lúa nó trổ đều. Lưu ý là chúng ta cần phải sử dụng đúng cái liều lượng là 0,5 lít trên 1 hecta. Và hiện nay với áp dụng công nghệ rất là tiên tiến thì chúng ta có thể áp dụng phun bằng bình tai, bình máy, bình kéo dây hoặc là cần phun hay là máy bay đều được, đảm bảo là liều lượng sử dụng là 0,5 lít trên 1 hecta. Và trong cái giai đoạn mà phân hóa đồng 1 ly thì nếu như áp lực bình đạo ôn nó cao thì chúng ta có thể cộng thêm cái philia để mình phun đạt được cái hiệu quả hơn. Về hướng dẫn sử dụng thì chúng ta cần phải xác định được cái giai đoạn đồng 1 ly. Tại sao phải xác định giai đoạn đồng 1 ly? Vì chỉ có giai đoạn đồng 1 ly là cái giai đoạn này chúng ta mới có thể kích thích làm cho cái bông lúa nó có thể tăng số hạt lên trên một bông. Còn nếu như qua giai đoạn đồng 1 ly thì chúng ta không thể tăng số hạt được nữa. Và thời điểm đó chúng ta xác định là thứ nhất là chúng ta thấy thân lúa hình oval, thứ hai là cái tay lá, lá thứ ba và thứ tư nó ngang nhau hoặc là cái chóp lá nó thắt eo như thế này. Đó là những cái cách mà chúng ta nhận dạng bên ngoài, nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên nhìn lại trên cái lịch chúng ta xạ. Ví dụ như những cái giống dài ngày nó khoảng 95 tới 100 ngày thì đâu đó khoảng từ 40 đến 45 ngày là giai đoạn nó hình thành tiêm đèn, và chúng ta nên xé cái thân lúa ra, những cái thân chính, để chúng ta xác định cái giai đoạn chính xác hình thành tiêm đèn một ly này để chúng ta tiến hành phun thuốc, góp phần cho cái cây lúa nó đạt được cái hiệu quả tối ưu, tăng được cái số hạt trên một bông ngay từ giai đoạn này. Và cái giai đoạn một ly khi mà chúng ta xé cây lúa ra thì nó như thế này. Nếu như chúng ta thấy cái bụi nhùi nhỏ và ngắn như thế này thì đây là cái giai đoạn mà chúng ta tác động vào, thì nó giúp cho cây lúa tập trung được cái năng lượng bên ngoài, nuôi cái đồng bên trong và nó tạo ra cái đồng to hơn và có được cái số hạt trên bông nhiều hơn. Và đến giai đoạn lớn hơn một ly, tức là giai đoạn này là lớn hơn một ly, thì cái bụi nhùi này lớn hơn một ly thì nó sẽ là đã hình thành đủ cái cọng của cái dé của cái nhánh nhánh dé của cái bông lúa, và cái số hạt trên bông nó đã hình thành rồi. Và đến cái giai đoạn mà hơn 1,3 cm thì đây là cái giai đoạn mà hình thành cái nhánh dé và cái bông cũng như cái hạt rất là rõ ràng. Và hai cái giai đoạn này, giai đoạn mà bụi nhùi lớn hơn một ly và cái hình thành rõ ràng cái bông như thế này, đây là giai đoạn chúng ta cần bảo vệ số hạt trên bông. Còn đây là giai đoạn đồng một ly, là giai đoạn chúng ta có thể làm tăng số hạt trên bông. Và sau khi lúa trổ thì chúng ta phun cái amitatop vào thì nó cũng giúp cho chúng ta có được một cái bông lúa trổ sạch bệnh, để khi cái vỏ trấu nó hả ra thế này thì cái phấn nó bung ra, nó bay, nó giao phấn rồi thì nó ngậm lại và nó tạo sữa. Thì amitatop chúng ta phun giai đoạn này nó làm cho xanh lá cờ và góp phần cho cái cây nó khỏe, thì nó sẽ đẩy cái năng lượng, nó đẩy cái sữa vào trong cái hạt nhanh hơn và nó tạo gạo tốt hơn, và nó không có làm gạo bị lép lửng như thế này. Thì đó là cái tiền đề để cho chúng ta có được một cái hạt lúa mẩy, một cái bông lúa mẩy vàng sáng và quàng bông. Để quản lý tốt cái bệnh đạo ôn cổ bông trên cái đồng ruộng của mình thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị về giải pháp. Đạo ôn cổ bông không phải là nó tấn công ngay từ khi lúa nó trổ, mà nó có cái nấm ở nằm sẵn ở trên lá ngay từ rất là sớm. Và nếu như mà giai đoạn lúa nó chưa nứt bắp như thế này thì cái bào tử nấm nó có thể bám lên trên những cái lá trên này như thế này. Và nếu như chúng ta không quản lý sạch nấm thì khi đó nó có giọt sương hoặc là giọt mưa thì những cái bào tử nấm đó nó bị nước đẩy trôi vào ngay chỗ cái nách. Và ngay đây thì khi cái bông lúa nó trổ ra nó sẽ xé ngay đây và bào tử nấm nó tấn công rất là mạnh. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải phun cái amitatop trước khi lúa trổ 5 ngày để quản lý sạch những cái đạo ôn, nấm đạo ôn trên cái bẹ cũng như là trên cái thân của cái cây lúa. Thì khi cái bông lúa nó trổ ra nó sẽ không có bị cái trường hợp là bào tử nấm tấn công thẳng vào ngay chỗ cái hạt như thế này để nó gây lem lép hạt cũng như là gây đạo ôn cổ bông. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý đối với lại amitatop là nên phun sớm, phun phòng ở giai đoạn trước khi trổ 5 ngày hoặc là sau khi lúa nó vừa trổ đều để góp phần quản lý tốt lem lép hạt và bệnh đạo ôn. Và lưu ý là chúng ta nên cộng với là cái philia với cái amitatop để mình phun cho nó đạt hiệu quả tốt cho cái trừ đạo ôn trên cây lúa. Hiện nay thì đối với sản phẩm amitatop, bà con chúng ta đang rất là lo lắng khi mình mua làm sao để đúng cái hàng chính hiệu của Syngenta, thì chúng tôi sẽ khuyến cái chỉ bà con mình cái cách để nhận dạng hàng chính hiệu nhé. Thứ nhất là chúng ta ra mua một cái chai thuốc, chúng ta nhìn lên trên cái nắp chai nó có một cái tem ở trên này, và cái tem này nó có 10 cái ký tự chữ và số, thì chúng ta sẽ soạn một cái tin nhắn qua điện thoại với cú pháp GM khoảng cách và cái 10 cái ký tự này vào trong cái điện thoại mình và mình gửi lên tổng đài 8079. Ví dụ như là cái tin nhắn này nó có GM khoảng cách
7974H47DCA thì chúng ta gửi đến tổng đài 8019. Trong vòng khoảng từ 15 cho tới 20 giây thì tổng đài sẽ trả lại cho chúng ta một cái tin nhắn là xác nhận đó là hàng chính hiệu của Syngenta hay không. Và bên cạnh đó chúng ta cũng nhìn lên trên cái nhãn chai, chúng ta nhìn kỹ chữ Amitatop. Đây là đúng tên Amitatop 325SC. Và logo Syngenta ngay phía dưới. Đây là logo của nhà sản xuất. Và một cái nữa đó là biểu tượng về chất lượng từ Syngenta, công nghệ Amita đã được chứng minh. Đó là những cái cách nhận dạng về cái bên ngoài cũng như là nhắn tin. Ngoài ra bà con chúng ta cũng nên chọn ở những đại lý mà chúng ta mua tin tưởng, tin cậy lâu năm, không nên mua ở những cái nơi mà hàng trôi nổi, sẽ giúp cho bà con mình có được một cái sản phẩm chính hiệu của Syngenta. Đó là một số thông tin chúng tôi chia sẻ về sản phẩm Amitatop sử dụng trên cây lúa. Và trong cái khuôn khổ video này, chúng tôi cũng rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị để chương trình được tốt hơn. Xin hẹn gặp lại và hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho kênh nhé.